À, xin kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Việt Phê TV à, thay mặt cho ban điều phối chương trình Live Show di Chú thăng tiến thế hệ à, xin trở lại với quý vị với cái chương trình à, về cái chủ đề hôm nay thì à, như quý vị cũng biết à, tình hình đang rất là xôn xao trên truyền thông cũng như trên dư luận về vấn đề ông Donald Trump sau 30 ngày nhậm chức đã có rất nhiều cái sắc lệnh cũng như những cái phương thức điều hành trong chính phủ à, nó sẽ có rất nhiều liên quan đến về vấn đề di trú à, vì vấn đề đó là an ninh quốc gia của Mỹ. Thì à, hôm nay chúng tôi sẽ đi sâu về vấn đề đó và trước tiên vào chương trình mời anh Lê Minh Hải chào khán giả đi Xin kính chào anh Thomas Nguyễn và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thăng tiến thế hệ. À, cứ mỗi tuần là chúng tôi lại có một cái cơ hội để trình bày với quý vị những cái thông tin mới nhất liên quan tới vấn đề di trú mà như anh Thomas Nguyễn đã trình bày với quý vị rất là xôn sao. À, rất là có nhiều cái sự dao động, chấn động mà không những cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta không thôi mà cho cả cộng đồng di dân của toàn thế giới thưa anh Thomas Nguyễn. Thì hôm nay là rất là thích hợp để chúng tôi để cho chúng ta Nói về một cái đề tài, nó cũng cũng có thể là liên quan tới vấn đề thuế khóa Thuế khóa thì như anh Thomas và quý vị khán giả biết rằng là Cứ mỗi đầu năm trước ngày 15 tháng 4 là chúng ta phải khai thuế Nào là khai thuế lợi tức cá nhân Nhưng mà năm nay là phải khai thuế lợi tức của công ty à Ngày 3, ngày tháng 3, ngày 15 thưa anh Thomas yeah. Nó trước một tháng làm cho nhiều người cũng quá là vội vã và là quá lại bận rộn thì trở lại cái vấn đề mà thuế này đó là đã có một cái thông tư của sở thuế họ thông báo là họ sẽ đưa vào cái danh sách để gửi qua cho bộ ngoại giao những trường hợp người cá nhân nào mà thiếu thuế 50.000 trở lên hoặc là thiếu tiền cấp dưỡng cấp dưỡng con cấp dưỡng vợ hay là chồng mà thiếu hai rưỡi thì họ sẽ đưa cái danh sách đó qua bên bộ ngoại giao và bộ ngoại giao sẽ dùng cái danh sách đó để có những biện pháp để mà có thể thâu hồi cái tiền thuế nợ đó. Cho nên quá nhiều cái vấn đề mà chúng ta phải cần nghe, cần biết và cần cảnh giác thưa anh Thomas. Dạ, yeah, cảm ơn anh Lê Minh Hải đưa ra một cái chủ đề rất là hay đấy quý vị. Bởi vì mới nghe thì giống như là liên quan tới sở thuế à, theo như thông báo của ANS vừa mới thông báo vào đầu năm 2017 hôm nay. Nhưng trong cái dự luật này nó có liên quan đến vấn đề di trú cũng như về à, tình trạng của những người đang nằm vào trong cái diện đó Là anh thiếu nợ 50 ngàn hoặc thiếu cái tiền cấp dưỡng từ 2 ngàn rưỡi trở lên Thì nó sẽ liên quan tới cái vấn đề chính phủ đang có những biện pháp như thế nào Và nó liên quan tới về vấn đề à, immigration là di trú Thì à, để đi sâu vào hơn à, xin mời anh Lê Minh Hải có thể cho thêm những cái chi tiết cụ thể hơn một xíu vâng cảm ơn anh Thomas à, Thật ra đây là một cái điều khoản rồi chứ không phải là một cái dự luật nữa yeah. cho nên cái điều khoản này đã được sở thuế IRS họ công bố rồi thì thì à, à, vấn đề là là làm sao để chúng cho chúng ta biết được những cái thông tin chi tiết để chúng ta có thể cảnh giác hay là chúng ta có thể tránh thì những cái biện pháp mà bộ ngoại giao Hoa Kỳ à, dự tính là sẽ làm như sau thứ nhất á, là họ sẽ viết thư để yêu cầu trả tiền và nếu như người thiếu tiền mà không trả đó thì họ sẽ yêu cầu tịch thu cái sổ thông hành tức là cái passport và nếu như uh, mà họ thấy mình dùng cái sổ thông hành passport ở phía trường chẳng hạn thì họ sẽ tịch thu cái sổ passport hay là quý vị thẻ xanh họ sẽ tịch thu cái thẻ xanh tại phía trường đây là một cái điều hết sức là bất ngờ cho nhiều người nếu không biết thông tin này mà vẫn tiếp tục dùng cái sổ thông hành Hay là cái thẻ xanh của mình để đi ra ngoại quốc, đi Việt Nam chẳng hạn Thì khi trở lại là sẽ có rất nhiều cái sự phiền toái đó Hoặc là quý vị uh, cần gia hạn cái thẻ xanh, cần gia hạn cái uh, sổ thông hành Mà quý vị thiếu thuế 50 ngàn Hoặc là thiếu cái tiền uh, cấp dưỡng 2 ngàn rưỡi trở lên Thì uh, uh, sẽ không được uh, gia hạn Và đó là những cái điều mà hết sức là À, hết sức là bất lợi cho quý vị. Ngoài ra đó cũng bởi vì cái vấn đề thiếu thuế này mà có thể rằng là à, khi đi à, đi du hành quý vị sẽ bị lục soát hành lý, quý vị sẽ bị lục soát các à, máy vi tính, điện à, điện thoại vân vân. Và nếu như quý vị bốc đồng và quý vị chống cự thì các à, sĩ quan ở phi trường, sĩ quan về à, à, di trú cũng như là sĩ quan về vấn đề thuế vụ và và custom sẽ à, có quyền bắt giữ mình. Đó là cái điều hết sức là bất lợi, đó là điều hết sức là chúng ta phải cần tránh thưa anh Thomas. Dạ, yeah, cảm ơn anh Lê Minh Hải thì như ảnh vừa mới cho chúng ta biết điều luật này đã được bắt đầu áp dụng vào năm 2017. Đầu năm 2017. Thì như anh Lê Minh Hải vừa cho biết thì Thomas xin nhắc lại quý vị một điều là nếu như quý vị đang ở trong cái tình trạng này, mình đang thiếu nợ thuế từ 50.000 trở lên và thiếu tiền cấp dưỡng từ 2 ngàn rưỡi trở lên thì quý vị nên theo dõi chương trình này và nên có những cái chuẩn bị trước trong cái vấn đề mà để làm thế nào mình được ra khỏi cái danh sách này và đây nó đã áp dụng như anh Lê Minh Hải vừa cho biết đó quý vị thì đây cũng là một trong những cái vấn đề mà nó sẽ liên quan như anh Lê Minh Hải nói bởi vì khi mà chúng ta không có chịu tuân thủ theo những cái điều luật của cái sắc lệnh này là anh không chịu trả nợ thì họ sẽ có những cái biện pháp mạnh tay hơn là về vấn đề thu hồi passport của quý vị hoặc là không gia hạn tiếp những tình trạng và thẻ xanh cho quý vị thì như vậy nó sẽ liên quan tới di trú phải không anh Lê Minh Hải liên quan tới di trú và yeah. khi khi mà họ thu hồi à, những cái giấy tờ của chúng ta rồi mà chúng ta vẫn không trả nợ đó thì họ có quyền đưa ra tòa để điều trần về vấn đề trục xuất trục xuất những người có thẻ xanh là một cái công việc tương đối dễ đối với các cơ quan chính quyền của Mỹ nhưng mà trục xuất luôn cả những người có quốc tịch mỹ nữa oh, như đó vậy thì, là một thì, cái vụ rất là lớn đó quý vị rất, rất là <laughs> yeah. có thể sẽ xảy ra vì vậy chúng ta phải cần uh, có những cái biện pháp để mà uh, có thể là trả tiền theo cái mức độ mà mình có thể uh, trả được uh, ví dụ như là theo uh, những cái uh, tiến trình mà trả hàng tháng yeah. hay là hàng, hàng quý hay yeah. là hàng năm thì uh, trả cái bằng cách nào mà những cái cơ quan thâu thu thu thuế mà họ chấp nhận đó thì quý vị nên đề nghị hoặc là nên có luật sư để làm việc với những cơ quan đó để binh vực cho cái quyền lợi quý vị là một cái điều mà quý vị nên làm. Dạ yeah, đó thì như quý vị cũng nghe có lẽ nó cũng sẽ liên quan tới rất nhiều người tại vì trong quá trình mà cũng có rất là nhiều người thiếu nợ thuế trên 50 ngàn cũng như thiếu những tiền trợ cấp ví dụ như là cho sport hoặc là anh bất cứ một cái vấn đề gì đó. thì sẽ bị lọt vào trong cái danh sách này. Thì quý vị nên lưu ý nó sẽ ảnh hưởng tới tình trạng di à, tình di trạng chú về di trú của mình tại nước Mỹ, không riêng gì những người có thẻ xanh mà kể cả những người có quốc tịch Mỹ đó quý vị. Thưa anh Thomas là có một số những quý vị khán giả của chúng ta lại đặt câu hỏi là tại sao tất cả những cái vấn đề thời sự nóng bỏng liên quan tới vấn đề di trú đang xảy ra rầm 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 rầm. Rồi bây giờ ông 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 sở thuế lại làm khó người dân của chúng ta nữa yeah. thì đây có phải là một cái ảnh hưởng của uh, TTT không? Uh -huh. TTT là Tổng thống Trump không? Uh -huh. <laughs> thì thì cái câu trả lời là chúng tôi nghĩ rằng là uh, không nhiều thì ít thưa anh Thomas yeah. là bởi vì cái vấn đề tâm lý mà hiện nay tất cả mọi cái cơ quan chính phủ họ đều uh, đặt nặng tới cái vấn đề là bảo vệ an ninh nước Mỹ, bảo vệ uh, những người uh, đang ở trong nước Mỹ bảo vệ công an việc làm của Mỹ và bây giờ là bảo vệ sở thuế của Mỹ yeah. <laughs> có nghĩa là còn ai thiếu thuế là sẽ phải truy thu để cho cái ngân sách của nhà nước được được được, được béo bổ à, có nghĩa là với cái nhiệm kỳ và với 30 ngày đầu tiên của ông tổng thống Donald Trump cũng sẽ có rất là nhiều cái thay đổi thì à, đây cũng là một trong những có lẽ là nó cũng phải có những cái sự liên quan với nhau đó quý vị thì uh, như vậy thì uh, rất cảm ơn anh Lê Minh Hải đã uh, đưa cái thông tin này trên cái chương trình của chúng ta và hy vọng rằng những ai nằm trong những vấn đề này uh, cố gắng uh, theo dõi và để tìm hiểu uh, cho cái tình trạng riêng của mình đừng có để đến những cái mức mà nó đã quá tới cái mức không thể nào mà xoay uh, sở được nữa thì nó rất là nguy hiểm phải không anh Lê Minh Hải? Dạ, nó rất nguy hiểm và nó có thể sẽ gây tới một cái hậu quả mà mình không những khi đó và muốn trả tiền đôi lúc họ cũng không không nhận nữa. Yeah, đó họ đó, cũng muốn làm những cái biện pháp mà truy thu cái này rồi tịch thu cái khác. Yeah. Thì như vậy là một cái trường hợp mà mình chẳng có lợi gì cả. Đi đi từ lỗ tới lỗ. Yeah. Vì vậy quý vị, thứ nhất là nếu có thắc mắc tới vấn đề di trú quý vị gọi cho văn phòng Robert Mullins International qua các số điện thoại như là 408 294 3888 ở miền Bắc, ở miền Nam Cali là 714 890 9933. Và nếu như quý vị nghe chương trình này từ Việt Nam, quý vị có thể gọi cho văn phòng Rạng mi ở số điện thoại là 39147638, thưa anh Thomas. À, và uh, nhân cái dịp này, uh, xin hỏi anh một điều là nếu như vậy thì làm sao uh, những người nằm trong cái diện này họ sẽ được nhận một cái thông báo hay là một cái gì đó từ chính phủ hay không? Uh, dạ. uh, xin mời anh cho uh, quý khán giả hiểu thêm. Vâng, rất là chính xác thưa anh. Bất kỳ một cái uh, điều lệ nào, của sở thuế đưa ra mà liên quan tới vấn đề di dân thì phải qua bộ ngoại giao bộ yeah. ngoại giao là cái cơ quan họ nắm tất cả những thông tin về người di dân thì từ đó, đó họ mới ra những cái thông tư họ mới ra những cái văn kiện để họ gửi tới những người đang thiếu thuế yeah. và khi mà họ làm việc được rồi đó thì tùy theo tốc độ của từng trường hợp thì họ có thể sẽ cho trả góp hoặc là họ có thể sẽ gia hạn để mà để mà cho cái người thiếu thuế đó được trả trong thời gian nào đó hay là sau đó mà không trả thì họ sẽ có những cái cái, cái hình phạt mạnh mạnh mẽ hơn. À, như vậy thì như quý vị cũng biết anh Lê Minh Hải cho biết chắc chắn là sở thuế hoặc là bộ ngoại giao họ sẽ căn cứ cái địa chỉ mà quý vị đang khai thuế họ sẽ gửi những cái thư thông báo đó quý vị thì à, nếu như quý vị à, tự tìm hiểu và tự có thể tìm được những cái luật sư riêng cho mình thì càng tốt. Nếu không thì quý vị cũng có thể à, dành 5 10 phút gọi cho văn phòng của anh Lê Minh Hải tại à, tại Mỹ là số 408 294 3888 à để có thể ảnh à, có thể à, ngồi xuống à, nói chuyện với quý vị một cách cụ thể vào từng cái trường hợp của quý vị. Lương định tình trạng của quý vị có gì liên quan tới vấn đề di trú không? lương đoàn, lương định tình trạng của quý vị. Nếu như liên quan tới thuế khóa, thì văn phòng chúng tôi sẽ giới thiệu qua một cái văn phòng thuế khóa có uy tín hoặc là liên quan tới vấn đề trục xuất, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một cái văn phòng luật sư chuyên biện hộ thành công những trường hợp bị trục xuất. À, và để tiếp tục cái chương trình này nhiều hơn, thì để mà cũng dành cho một chút xíu ưu ái cho những quý vị khán giả trên Facebook. À, chúng tôi sẽ lấy những câu hỏi của những quý vị đã gửi vào trước à, để trả lời cho quý vị à, để chúng ta cùng xe rộng trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Mỹ cũng như những người Việt Nam muốn có ý định định cư tại Việt Nam thì à, xin anh Lê Minh Hải cho trả lời dùm một cái câu hỏi của một người khách tên là Tuyền Nguyễn à, họ có đưa ra câu hỏi là hồ sơ của họ theo cái diện à, vợ chồng và đã bị từ chối thẳng từ lãnh sự quán có nghĩa là à, họ đã nhận được giấy từ chối không có còn gọi là à, xét lại gì hết thì như vậy đó họ có thể làm cách nào để mở lại hồ sơ hoặc là khiếu nại không mời anh Lê Minh Hải trả lời dùm câu hỏi này vâng thưa cảm ơn chị Tuyền Nguyễn dạ yeah. à, và cảm ơn anh Thomas đã cho cái câu hỏi này rất là phổ biến thưa anh yeah. à, vì những trường hợp mà bà con chúng ta bảo lãnh mà có kết quả thì không ai biết hết <laughs> nhưng mà trường hợp bị từ chối đó thì mình phải chạy thầy thuốc, mình phải làm sao để uh, có những cái thông tin rất là cập nhật và uh, đáng tin cậy để mình có thể theo đuổi cái hồ sơ này. Vì nếu mà theo đuổi mà đúng cách thức đó thì hồ sơ này có thể sẽ được tái cứu xét gửi trở lại cho uh, sở, cho lãnh sự ở bên Việt Nam để họ lại uh, tạo ra một cuộc phỏng vấn mới. Và bình thường đó thì cái cuộc phỏng vấn mới đó, đó là nó sẽ rất là dễ dàng sau khi mà cái hồ sơ được uh, trả về bên Mỹ này bởi vì, vì lý do nào đó. Yeah. Lý do từ chối đa số là những cái lý do liên quan tới cái vấn đề quan hệ giữa hai phía không được chứng minh hay là liên quan tới cái vấn đề mà có những cái điều lệ ngăn cản cái sự cấp chiếu kháng thì họ cũng trả về bên này để cho sở di trú bên này liên lạc với người bảo lãnh thì chúng tôi vẫn thường gọi đó là những cái dạng hồ sơ mà họ thu hồi và và gửi trả lại thì thì cái lời khuyên của chúng tôi là nên theo đuổi cái hồ sơ đó đừng đừng nên mở hồ sơ mới thưa anh vì theo đuổi hồ sơ đó mà chúng ta có, cha ta có kết quả đó là là sẽ được gửi trả lại cho sở sở lãnh sự ở bên Việt Nam và lãnh sự họ sẽ duyệt xét một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng sau đó thì thì chỉ cần chỉ cần một cái cuộc phỏng vấn ngắn gọn là có thể thân nhân sẽ được chấp thuận cái chiếu kháng và sẽ được đi mỹ thôi và chúng tôi biết rằng là những trường hợp như vậy là phải cần có cái sự chuyên môn để mình có thể trả lời uh, thỏa đáng những cái sự cáo buộc của lãnh sự vào cái lần hồ sơ mà họ phỏng vấn lần đầu đó thưa anh thôi yeah, cảm ơn anh lê minh hải như vậy là như cái câu trả lời của anh lê minh hải cho chúng ta biết cái điều tốt nhất là chúng ta nên theo đuổi cái hồ sơ này theo đuổi. Yeah, đúng và rồi. như quý vị cũng biết thì à, mỗi một cái hồ sơ nó từ chối nó có mỗi cái hoàn cảnh rất là riêng biệt cái đó nó rất là cá nhân chúng tôi không thể nào đưa hết từng cái chi tiết chi ra đây được thì à, theo như Thomas recommend quý vị nên nói với người nhà tại Mỹ đến văn phòng của anh Lê Minh Hải mang tất cả những hồ sơ từ trước tới giờ từ khi mở đến khi phỏng vấn quý vị và à, để anh Hà Lê Minh Hải sẽ đi sâu vào chi tiết để xem quý vị bị từ cái lỗi nào để anh có thể với cái sự chuyên môn và kinh nghiệm với 30 năm của anh, anh có thể tìm ra một cái giải pháp và can thiệp đầu tiên với sở di trú. Sau đó, sở di trú nếu cảm thấy hồ sơ này được à, tái xét lại, họ sẽ chuyển về lãnh sự quán Mỹ. Từ đó thì sẽ như anh Hải Lê Minh Hải cho biết, hồ sơ nó sẽ rất là dễ dàng hơn, đó quý vị. đương nhiên à, đây là một cái cơ hội cuối cùng cho quý vị đó. Thành ra quý vị phải cần một cái một cái văn phòng mà hết sức là chuyên nghiệp để họ có thể giúp cho mình chứ quý vị không nên tự làm bởi vì đối với À, những cái kinh nghiệm của quý vị ngay từ trong cái bản thân nó không có đầy đủ lắm. Tại sao? Thomas tin chắc rằng nếu đủ quý vị đã đi rồi, đúng không quý vị? Chính vì vậy, sự đến với một văn phòng chuyên nghiệp đó là một điều mà Thomas nhắc nhở quý vị, vì đây là một cái cơ hội cuối cùng cho quý vị đó. Rất là đồng ý với anh Thomas Nguyễn à, dùng cái chữ cơ hội là rất là chính xác, vì chúng ta khi bị từ chối đó chúng ta phải có những cái cơ hội để kháng cáo, chúng ta phải có những cơ hội để biện luận cho cái trường hợp của chúng ta là cái trường hợp rất là chính thức thì thì quý vị phải dùng đó như là một cơ hội, đừng có buồn chán, đừng có bỏ bê mà hãy tích cực để mà phản bác những cái sự cao buộc của những cái viên chức thì hồ sơ của quý vị sẽ có kết quả Yeah, rất cảm ơn anh Lê Minh Hải đã chia sẻ những cái thông tin này. À, theo như Thomas được biết thì cũng có rất nhiều những quý vị đang ở trong cái tình trạng này. Thì và một lần nữa à, Thomas xin giới thiệu đến quý vị à, văn phòng ở Việt Nam à, là công ty Rạng Mi, à, số điện thoại 39147638. Quý vị có thể liên lạc từ đó trước hoặc là quý vị à, à, thông báo cho thân nhân ở Hoa Kỳ đến thẳng văn phòng của anh Lê Minh Hải là Robert Mulling International tại San Jose số điện thoại 408 294 3888 để quý vị có một cái cuộc hẹn và đi sâu vào chi tiết cho quý vị hơn. Đó là một trong những điều mà Thomas muốn nhắc nhở quý vị, bởi vì chúng tôi làm cái chương trình này cũng mong rằng tất cả bà con chúng ta cũng có ý định đi vào cái miền đất hứa này, Đều phải đạt được một cái ước mơ đó. Như anh Lê Minh Hải vừa nói, đừng bao giờ give up, đừng bao giờ bỏ cuộc như quý vị. Và người Mỹ họ cũng rất thích điều đó phải không anh lê minh hải rất chính xác à, anh nói quá là chính xác luôn à, chúng tôi biết rằng là mỗi cái dạng hồ sơ nó đều có một cái à, những cái ý và những cái yếu tố riêng biệt à, cho nên không hồ sơ nào những hồ sơ nào thì à, chúng tôi biết rằng là những cái hồ sơ mà quý vị có thể tự làm được là những cái hồ sơ tương đối đơn giản nhưng mà khi làm mà nó bị trở ngại đó, thì nó ưa có kéo theo một cái chuỗi trở ngại và và nếu như mà quý vị không đủ thì giờ cũng như là thiếu những cái uh, những cái kiến thức trong cái lĩnh vực di trú thì nên nhờ một cái cơ sở mà họ có những cái kiến thức những cái kinh nghiệm và nhất là đặc biệt thưa anh thomas là sự thành thực sự tích cực để giúp cho quý vị đạt được kết yeah, quả đó là một trong những mà, cái mà suy nghĩ của người mỹ chúng ta phải nắm bắt cái điều đó quý vị à, rất cảm ơn anh lê minh hải và tiếp đây có một câu hỏi của người tên là hoài tâm À, có một cô em gái à, đang học lớp 11 và đã xin theo diện du học, à, đã được trường tại Mỹ cấp cái I-20 là cái giấy nhập học và sau đó đã phỏng vấn 3 lần đều bị từ chối. À, như vậy có thể tiếp tục được hay không với cái tình hình ông à, Tổng thống Donald Trump vừa lên? À, xin anh Lê Minh Hải à, cho một à, giải thích và lời khuyên. Lời khuyên của chúng tôi là quý vị không nên tiếp tục đi vào để xin phỏng vấn nữa bởi vì không có cái gì mới hơn cho tới khi quý vị có những cái thành tích khác mới hơn để mà chứng minh rằng là là đây là một cái trường hợp hết sức là hợp lý, hết sức là trung thực và hết sức là hội đủ điều kiện để xin đi du học Mỹ thì khi đó hãy vào làm sao để cho cho quý vị có được những cái thông tin mới nhất và những cái thành tích đáng kể đó, đó thì quý vị liên lạc với văn phòng chúng tôi, chúng tôi sẽ ngồi lại để mà có thể lượng định và giúp cho quý vị những cái ý kiến, những cái thành tích, những cái điều mới hơn và thuyết phục hơn để cho hồ sơ của quý vị có được cái cơ hội mới. Dạ, yeah, rất cảm ơn anh Lê Minh Hải. Thì như chị Hoài Tâm có thể là theo dõi chương trình này sẽ hiểu được cái vấn đề à, như anh Lê Minh Hải khuyên không nên tiếp tục nữa chỉ tốn tiền lệ phí phỏng vấn thôi phải không anh? Đúng vậy. Và kết, nó làm kết cho hồ sơ là mình như ban đầu. Kết quả làm cho hồ sơ mình nó cũng xấu như ban đầu thôi. Như Hoặc vậy, là có thể là xấu hơn nữa. Dạ, yeah, như vậy Thomas nên khuyên quý vị hãy đem hồ sơ này tới cho văn phòng rạng mi ở việt nam sau đó họ sẽ chuyển tất cả những cái uh, tình để trạng của học thiết. sinh này cũng như về tài chánh về gia đình về thân nhân à yeah. uh, để cho họ gửi qua văn phòng bên mỹ sau đó bên này họ sẽ tham khảo và sẽ cho quý vị một lời khuyên nên làm thế nào để thay đổi cái tình trạng ví dụ như anh vừa rồi anh lê minh hải nói có thể là mình uh, có những cái thành tích học tập cao hơn hoặc là có những cái uh, về anh văn về, về cái tiếng về cái, cái số ngôn điểm đương, yeah, vâng. đó hay là thì, về lãnh vực tài chánh yeah. thì uh, có như vậy uh, thì chúng ta sẽ tiếp tục vào một một sáu hay hoặc là bảy tám tháng, tháng về sau đó khi mình nắm được cái đó thì mình sẽ tái tục uh, tái tiếp tục xin lại cái trường hợp đó nha quý vị và một lần nữa rất cảm ơn anh Lê Minh Hải uh, dù rằng là cũng rất là bận rộn nhưng vẫn đến với chương trình uh, uh, live show di chú thăng tiến thế hệ của chúng ta và hy vọng rằng những thông tin này đem lại những điều bổ ích cho cộng đồng Việt Nam trên toàn Hoa Kỳ cũng như những người có ý định định cư vào Mỹ tại Việt Nam. Và một lần nữa rất cảm ơn quý vị luôn theo dõi và chào đón chương trình Live Show Di Chú Thăng Tiến Thế Hệ. Và xin anh Hải chào quý vị để chúng ta hẹn lại tuần sau ạ. Xin kính chào quý vị và chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi một cách rất là tích cực. Xin um, kính mời quý vị theo dõi chương trình kế tiếp. Và xin hẹn lại quý vị vào thứ sáu tuần sau giờ của California và 6 giờ ngay quý vị, tức là 9 giờ, 9 sáng, giờ sáng thứ 7 giờ của Việt Nam. Uh, xin trân trọng kính chào. Tại Robert Mullins International, chúng tôi không chỉ điền đơn để giúp cho hồ sơ của quý vị mà chúng tôi cam kết và bảo đảm. Chuẩn bị hồ sơ chu đáo trước khi khởi đầu theo dõi từng diễn biến sau khi nộp hồ sơ Bộ túc cặn kẽ thủ tục khi có yêu cầu can thiệp đúng mức theo thứ tự ưu tiên kháng cáo đúng tiêu chuẩn và theo dõi hồ sơ cho đến khi có kết quả Robert Mullins International hãy ủy thác cho chúng tôi